Các con bắt đầu lấy bút và chúng ta sẽ bắt đầu chấm bài Test Yourself number 3. Bài đầu tiên, circle the word with a different stress pattern from the others. Chọn một từ có cấu trúc trọng âm khác với những từ còn lại. Đây chúng ta cùng lấy bút và đánh dấu trọng âm nhé. Classic rơi vào âm 1. Nature rơi vào âm 1. Degree rơi vào âm 2. Và debris rơi vào âm 1. Đáp án đúng là phương án C. Examine rơi vào âm 2. Electronics. Scientific preparation. Đáp án của câu 2 là phương án A. Examine rơi vào âm 4. Examine rơi vào âm 4. Còn ba từ kia rơi vào âm 3. Đọc theo cô này. Examine, electronic, scientific, preparation. Câu số 3, ta có đáp án là phương án D. Classical, rơi vào âm 1. Poisonous, rơi vào âm 1. Logical, rơi vào âm 1. Pollution, rơi vào âm 2. Đọc lại câu 3. Classical, poisonous, logical, pollution. Câu 4. Các con đánh trọng âm vào nhé. Đáp án đúng là từ injury. Chúng ta bắt đầu đọc câu 4. Đọc theo cô này. Dramatic, dramatic. Tornado. Historic. Injury. Như vậy ta thấy ba phương án A, B, C thì trọng âm của nó đều rơi vào âm tiết số 2. Còn từ injury nó lại rơi vào âm 1. Câu số 5, đáp án đúng là phương án C. Các con bắt đầu đọc. Phương án A này. National, physical, arrival, natural. Như vậy ta nhận thấy câu 5 A, B, D trọng âm rơi vào âm 1. Còn câu C trọng âm rơi vào âm 2. Đọc lại toàn bộ các từ theo cô. Bắt đầu từ câu 1. Trọng âm là những từ được đọc to hơn, là những âm được đọc to hơn những từ khác trong cùng một từ. Vì vậy các con phải đọc nó khác bằng cách là nó to hơn những âm còn lại. Classic, nature, degree, debris, examine, electronics, scientific, preparation, classical, poisonous, logical, pollution, dramatic, tornado, historic, injury, national, physical, arrival, natural. Chấm điểm bao nhiêu trên 5 bài này? Đánh dấu trọng âm hết và về nhà phải tập đọc lại bài này luôn nhá. Bài tập số 2, đề bài yêu cầu các con điền từ còn thiếu. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ dựa vào từ khóa của từng câu để điền thôi. Từ khóa là cái từ để bật đèn xanh cho mình phải điền từ gì? The car pumps out, gạch chân động từ pump out, xả ra. Hàng nghìn tấn khí thải, đáp án đúng poisonous, độc hại. Ở đây nó cần một tính từ, tính đứng trước danh. Và trong tất cả những từ người ta cho trước thì có cái từ poison là danh từ. Và mình phải chia về tính từ là poisonous. Hoàn thành câu sử dụng hình thức đúng của từ trong mặt, vừa phải chọn từ vừa phải chia từ. Câu số 2 chúng ta có từ air pollution. Đây là một danh từ ghép ô nhiễm không khí. Câu số 3, village drinking water was contaminated. Câu này là câu chia ở hình thức bị động. Được chưa? Nguồn nước uống của ngôi làng này bị nhiễm bẩn bởi các hóa chất độc hại. Câu này là cần động từ. Câu số 4, chúng ta chọn từ explore và chưa về exploration. Yuri Gagarin là một trong những người tiên phong trong việc khám phá vũ trụ. Sau Earth là một danh từ. Ghi công thức ở câu số 4. Sau giới từ là một danh từ. Vậy đây space
Exploration chính là danh từ. Câu số 5, đáp án là từ damaging. Building a new road in this area could be environmentally damaging. Ở đây các con ghi công thức tính từ sẽ đứng sau động từ to be. Ở đây xuất hiện động từ to be rồi. Vậy đây nó cần một tính từ, mà tính từ ở đây thì chúng ta sẽ chọn từ damage. Việc xây một con đường mới ở khu vực này sẽ mang tính chất phá hoại cái môi trường sống. Đấy. Tại vì là con đường xây lên thì nó sẽ dẫn đến là dân cư đi lại đông đúc, và đây là environmentally damaging. Tính từ đưa về damaging. Đáp án câu 6 ta có từ death. Rồi. Death ở đây là danh từ, là cái chết. Many animals were burned to death in the forest fire. Tức là bị đốt, bị thiêu cho đến chết. Đúng không? Tiếp tục ghi công thức tu cộng với danh từ. Tức là sau giới từ vẫn là một danh từ. Vậy từ die ở đây sẽ là chia về từ death. Buckingham Palace is the major tourist attraction. Ghi công thức cho cô, đó là ơ ân sẽ cộng với một cụm danh từ. Được chưa? Vậy đây chắc chắn cái từ attract phải đưa về danh từ là attraction. Buckingham, cung điện Buckingham là một trong những điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng. Và câu số 8 chúng ta có chọn từ cuối cùng, đó là từ legend, truyền thuyết. Legendary home tức là cái ngọn đồi này chính là cái ngôi nhà theo truyền thuyết của vua Arthur. Nó cần tính từ, home là danh từ, tính đứng trước danh. Như vậy ở đây nhìn vào cái dạng bài này, nếu có rơi vào đề thi thì người ta các con phải lưu ý được một số các công thức sau đây. Công thức câu số 1 tính đi về danh. Công thức câu số 2 là cụm danh từ. Công thức câu số 3 là câu bị động. Công thức câu số 4 là giới từ đi với cụm danh từ. Công thức câu số 5 là động từ to be thì đi với tính từ, chỉ về tính chất. Công thức câu số 6 tiếp tục là giới từ cộng với tính danh từ. Câu số 7 sau ơ ân là một cụm danh từ. Và câu số 8 là tính đứng trước danh để tạo thành cụm danh từ. Chấm điểm bao nhiêu trên 8? Với bài như thế này các con sẽ có biểu điểm nhé. Ví dụ ở đây nó có một điểm đúng không? Một điểm mà chia cho một điểm chia 8 câu thì nó hơi lẹ. Thôi được rồi, cứ tính tổng số câu thôi. Nếu lẻ như này là chúng ta phải tính tổng số câu. Bắt đầu bài số 3. Chọn phương án đúng cho mỗi câu. Câu số 1 chúng ta sẽ chọn từ place, đúng không? Vì ở đây cái bagpipes chính là một cái nhạc cụ thì nó phải đi với từ place. Một người mà chơi cái nhạc cụ bagpipes chính được gọi là piper. Don't drink that water. Đừng có uống cái nước đó, nó bị nhiễm bẩn. Câu này chia hình thức bị động. Được chưa? Nó bị nhiễm bẩn thì các con phải chọn từ contaminated. Câu số 3, the team's success was largely. Ở đây chúng ta sẽ chọn từ due, bởi vì due đi với to, còn because thì đi với of cơ, đúng không? Because đi với of thì mới đứng trước cụm danh từ như thế này, còn since thì lại không đi trước cụm danh từ. Ghi công thức cho cô đi. Because cộng of, due thì đi với to, còn since thì cộng với một chủ ngữ và một động từ. Thành công của cả đội là vì có sự nỗ lực của cô ấy. Câu số 4, I often drink coffee but today I am drinking tea. Ở đây là có sự so sánh giữa cái thể hiện tại đơn và thể hiện tại tiếp diễn. Gạch chân từ often, hành động thường xuyên xảy ra. Thế nhưng mà gạch chân tiếp today là cái đang xảy ra. Có nghĩa là cái thường xuyên thì mình sẽ chia tiếp diễn, còn cái tạm thời đang xảy ra thì mình sẽ chia. Cô xin lỗi, cái thường xuyên mình sẽ chia hiện tại đơn, đúng không? Còn cái mà đang tiếp diễn tại thời điểm này là today, là ngày hôm nay thôi. Trong thời gian rất ngắn thì chúng ta sẽ chia tiếp diễn. Đáp án A. Câu số 5 đáp án đúng là phương án B. Vì sao? Vì trong trường hợp này chúng ta có by the time we got to the cinema, gạch chân cái cụm từ này. Đây chính là trạng từ chỉ thời gian của cái câu này.
Trạng ngữ chỉ thời gian nó thông báo một cái việc là trước khi đến rạp chiếu phim thì bộ phim đã bắt đầu mất rồi. Vậy cái hành động bắt đầu này nó xảy ra trước và cái hành động đến nó xảy ra sau. Vậy cứ cái nào xảy ra trước trong quá khứ thì cái đó chia quá khứ hoàn thành. Câu số 6. All our English teacher were a native speaker. Ở đây ta có native speaker là người bản ngữ, và bản ngữ thì không dùng từ original hoặc là foreign. Câu số 7, đáp án đúng là phương án C. If you were president, câu này là câu điều kiện loại 2 đây, đúng không? Và câu điều kiện loại 2 thì trong mệnh đề if và con phải chia là were ở quá khứ. Câu số 8, đáp án đúng là phương án B. Ở đây ta có cái công thức là lead to, tức là dẫn đến. Ăn quá nhiều đường sẽ dẫn đến các vấn đề về sức khỏe. Câu số 9, emergency teams are still removing the debris. Những cái đội khẩn cấp đấy, đội cứu hộ khẩn cấp đang di chuyển, tức là đang dịch chuyển những cái đống đổ nát từ cái vụ đâm gì? Đâm máy bay. Đấy. Ở đây cái đống đổ nát thì ta phải dùng từ debris. Và câu cuối cùng là câu số 10, thì chúng ta sẽ chọn từ floods, bởi vì có heavy rain là mưa to sẽ gây ra lũ lụt, chứ không thể gây ra hạn hán hoặc là storm như thế này được. Các con chấm điểm bao nhiêu trên 1 điểm? 1 điểm cho 10 câu, mỗi câu đúng được 0,1 điểm. Bài tiếp theo chúng ta sẽ đọc và chọn câu đúng sai. Bài này các con có 10 câu và các con cũng sẽ có 1 điểm. 0,1 điểm cho mỗi câu. Chúng ta có câu đầu tiên. Air pollution, water pollution, vân vân được gọi là three main kinds of pollution. Câu này chắc chắn là câu bị sai, đúng không nào? Vì ở đây ta có cái gì? Ở đây là noise pollution cơ, chứ không phải là soil pollution. Câu số 2, air plays the most important role in our survival. Gạch chân từ survival, tức là sự sống, sự tồn tại. Câu số 2 này là một câu đúng, bởi vì chúng ta có cái câu ở trên này đây, the most important element, nhìn cái là đúng, là tìm ra ngay thông tin, được chưa? Câu số 3, carbon monoxide, dioxide, methane and poisonous gases. Các cái khí này được gọi là những khí độc. Bây giờ xem đúng hay sai. Các khu công nghiệp, nhà máy công nghiệp có chứa carbon dioxide vân vân, và tất cả những cái này đều gọi là poisonous gases. Dễ đúng không nào? Bây giờ đến câu số 4. The ozone layer, gạch chân từ ozone layer, đây chính là tầng ozone, giúp bảo vệ con người khỏi những tia UV độc hại. Câu này là đúng, dựa vào đâu đây? This leads to health problems like asthma, lung disease. Đây, the thinning ozone layer, đây, làm cho cái tầng ozone nó mỏng đi, và cái tầng ozone này là cái bảo vệ chúng ta khỏi các cái tia UV. Đấy, vậy cái câu này là đúng nhé. Bây giờ đến câu 5 này. Trung Quốc, Mỹ, Nga, Ấn Độ, Mexico và Nhật là những quốc gia tiên phong trong việc ngăn chặn ô nhiễm không khí. Câu này đúng không? Câu này bị sai mất rồi. Vì vậy cái câu này là con phải biết được nghĩa của từ emission. Ghi nghĩa này. Emission ở đây chính là sự phát ra. Air pollution, emission tức là sự làm gây ô nhiễm không khí. Thế như vậy ở đây người ta nói là Trung Quốc, Mỹ, Nga, Ấn Độ, Mexico và Nhật Bản là một trong những quốc gia tiên phong gây ô nhiễm không khí thì mới đúng, chứ không phải là air pollution prevention, không phải là những quốc gia tiên phong trong việc phòng chống lại ô nhiễm không khí. Sai. Câu số 6, the thinning of the ozone layer is caused by smoke in the, tức là cái sự mỏng đi của tầng ozone được bị gây ra bởi cái khí thải trong không khí từ các cái mill,
các cái nhà máy, đúng là các khu công nghiệp, đúng không? Đấy, câu này là đáp án này là đúng. Dựa vào đâu? Trên này. Đây. Smoke in the air from mills, factory, industry contain, vân vân. Được chưa? Và những khí này là khí độc và cái điều này dẫn đến các vấn đề về sức khỏe. Và tầng ozone mỏng đi. Thì như vậy qua một cái số liệu câu rất là dài, các từ rất là dài mới đến cái the thinning of the ozone layer. Và cái điều này dẫn đến các vấn đề về sức khỏe và làm mỏng tầng ozone. Cái điều này tức là các cái khí thải độc hại từ các cái nhà máy và các khu công nghiệp này. Bây giờ đến câu 7. Gạch chân từ switch, rất nhiều từ mới nha con nha. Switch là rác thải. Switch contain germs and viruses. À, như vậy đây là rác thải thì có chứa các vi khuẩn và virus, đúng không? Vi trùng, mầm bệnh và virus. Câu này là câu đúng. Đây, switch. Rác đây. Switch in drinking water is another cause of. Đây, bởi vì nó bao gồm cái này đây. Câu này là câu bị câu đúng nha. Bây giờ đến câu tiếp theo là câu số 7. Ô nhiễm tiếng ồn được gây ra bởi the discharge of commercial, gạch chân và cái những cái từ này cho cô. Và dịch nghĩa cho cô những cái từ này. Chúng ta có từ đầu tiên là từ discharge. Từ thứ hai là commercial. Từ thứ ba là industrial waste. Industrial waste. Đúng không? Vậy ta có từ đầu tiên. Đó là từ discharge. Ghi nghĩa của nó. Danh từ này. Sự thải ra. Ô nhiễm tiếng ồn được gây bị gây ra bởi sự thải ra của các cái rác thải công nghiệp và thương mại. Cái điều này là hoàn toàn sai. Ô nhiễm tiếng ồn này chẳng liên quan gì đến cái rác thải công nghiệp, đúng không nào? Hoàn toàn sai rồi, mình đọc mình đã thấy sai rồi. Đây. Em ô nhiễm tiếng ồn này gây ra bởi cái gì? Cái discharge of commercial and industrial waste là gây ra cái water pollution này này. Đấy, được chưa? Đây, thì còn ô nhiễm tiếng ồn là the noise of vehicles near factory can be really unbearable. Đấy. Tiếng ồn từ xe cộ, từ các cái nhà máy, công ty là những thứ mà really unbearable, không thể chịu được. Noise pollution affect everybody mental health. Câu này là câu sai. Ô nhiễm tiếng ồn ảnh hưởng đến sức khỏe về tinh thần của mọi người. Mental, đây là mental health. Thì ở đây ta là gây ra headache, tension, căng thẳng, mental stress, tức là các căng thẳng về thần kinh. Và ta có một cái loại nữa, đó là từ migraines, gạch chân từ migraines. Từ này có nghĩa là chứng đau nửa đầu. Headache là đau toàn bộ đầu. Tension là sự căng thẳng. Mental stress là những căng thẳng liên quan đến mặt tinh thần. Và ta có câu số 10. All people who live next to a building site become sick as they cannot sleep or relax. Tất cả những người mà sống bên cạnh cái một cái a building site là một cái tòa nhà lớn ấy, thì thường là bị ốm bởi vì họ không thể ngủ được. Câu này
Đây, câu cuối cùng đây. People living next to a building site where there is too much noise. Như vậy ở đây nó thiếu cái mệnh đề này. Không phải là mọi người sống ở một tòa nhà thì đều bị ồn, mà là nơi mà có nhiều tiếng ồn. Đấy, ví dụ tôi mà ở cạnh nhà nào mà có độ khoảng 3 cái nhà máy đục bên cạnh tôi thì tôi chẳng phát rồ lên vì noise pollution thôi, đúng không? Chấm điểm bao nhiêu trên 1 điểm bài này? Đấy là một cái loại ô nhiễm áp đảo về mặt tinh thần. Chúng ta chuyển sang bài số 5, là nó đọc và chọn phương án đúng. Bây giờ cô cho con 1 phút để đọc lại đoạn này. Đọc đi. Chúng ta bắt đầu chấm nhé. Ở đây các con nhìn kỹ này. Bài này nói về nước Úc. Nước Úc là một nước, đây, Southern Hemisphere. Và cái này nó thiếu một cái loại từ mà có thể làm chủ ngữ cho động từ comprise, bao gồm. Đấy. Và toàn bộ cái mệnh đề đằng sau này bắt đầu từ chỗ này đến hết, đến tận đây, làm rõ nghĩa cho cái một cái đất nước ở vùng phía nam của hemisphere. Đấy, các con nhìn thấy chưa? Cả một cái câu bôi đen dài như thế này, nó mới là một cái mệnh đề dùng để làm rõ nghĩa cho một cái cụm danh từ như này. Nước Úc là một đất nước nằm ở phía nam hemisphere, cái đất nước mà bao gồm vùng đồng cỏ Australia và đảo này và rất nhiều các cái hòn đảo nhỏ ở biển Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Ở đây nó cần một chủ ngữ thì chắc chắn câu này sẽ chọn từ which. Được chưa? Which là cái mà nó thay thế cho từ chỉ sự vật đứng đằng trước nó. Lên lớp 9 các con sẽ được học đây chính là đại từ quan hệ. Được chưa? Đại từ quan hệ là một cái từ mà dùng để thay thế cho một cái từ đứng trước như thế này. Và từ which là cái mà, thì nó đứng thay thế cho cái từ country này. Câu số 2. Tiếp nào. Neighboring countries, những nước láng giềng. À, vậy ta sẽ điền từ gì? Ghi đi, include là bao gồm. Contain ở đây là chứa đựng. Has là có. Những nước láng giềng bao gồm, đúng không nào? Dựa vào nghĩa thì ta sẽ chọn được từ include. Những nước láng giềng được gồm có Indo này, East Timor, Đông Timor này, vân 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 này. Bây giờ câu 3 này. The North về phía Bắc. To the Northeast. Đấy. Nằm về phía Bắc, nằm về phía Đông. Vậy đây cái câu dưới nó có từ to rồi thì mình cũng sẽ chọn từ to thôi. Được chưa? Đây này. New Jenna to the north, the Solomon Island to the northeast, and New Zealand to the southeast. Đây, về phía. Được chưa?
tu dơ cộng với phía. Câu số 4, đáp án đúng là phương án A. Có, được chưa? Chỉ sở hữu. Nước Úc có 6 bang. Và 2, gạch chân the territories là vùng lãnh thổ. Có 6 bang và chia ra làm 2 vùng lãnh thổ đồng bằng chính. The capital city, câu này dễ quá rồi. Thủ đô của Úc chính là Canberra. Với dân số là population, đúng không? Có số dân đây này. The largest overall này. Bây giờ đến câu 7. Câu 7 chúng ta sẽ chọn từ largest, thành phố lớn nhất ở Úc chính là Sydney, với dân số là từng này. Bây giờ đến câu 8, chúng ta sẽ chọn từ also. Nó cũng là cái thành phố tiêu biểu của New South Wales, cái mà và được toàn và được nằm ở thì chúng ta sẽ chọn phương án on. Vì sao chọn phương án on? Bởi vì ở đây là có từ coast, là trên cái bờ biển phía đông nam. Coast là cái bờ nhé, thì ở đây là nó chắc chắn là phải dùng dưới từ on rồi. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ có phương án là phương án A, là A the large city, tức là những cái thành phố khác. Thành phố khác thì trong cái câu này từ other đóng vai trò của một tính từ, đằng sau nó có danh từ này. Thế còn các cái phương án còn lại thì cái này không đóng vai trò tính từ này, được chưa? Thế còn cái từ another nó nói đến một cái gì đó nó không giới hạn, trong khi cái từ other nó có giới hạn đấy. Chấm điểm bao nhiêu trên một điểm bài này? Mỗi một câu được 0,1 điểm. Chúng ta chuyển sang bài tiếp theo, đó là một bài đọc. Các con có 2 phút để đọc kỹ bài này. Bắt đầu đọc đi, nghiên cứu thật kỹ nhé. Bắt đầu chấm nào. Nào, The Great Hadrian Earthquake, trận động đất Hadrian lớn nhất, hay có cái tên khác là trận động đất Kobe, là cái trận động đất rất nổi tiếng overseas, đúng không nào? Commonly known, tức là đã cái gì nó common, tức là nó rất là phổ biến, mọi người đều biết đến. Nhưng ở đây lại là overseas, có nghĩa là trên khắp thế giới. Nó không chỉ nổi tiếng ở Nhật mà nó nổi tiếng ở đâu? Overseas, bằng nghĩa với từ abroad.
Được chưa? Ở tất cả các nước. Tức là trận động đất này nó không chỉ thông tin ở nước Nhật biết, mà tất cả các nước đều biết đến cái trận động đất này. Điều gì xảy ra đây? Là một trận động đất ở Nhật và measure 7.3 on the Japan Meteorological Agency magnitude scale. Gạch chân cụm từ magnitude scale. Magnitude ở đây chính là độ lớn. Thế còn scale ở đây là scale ở đây là cái cân, tức là cán cân về độ lớn. Được chưa? Đấy. Và đây là một trận động đất ở Nhật mà người ta đo về độ lớn của cái trận động đất này theo cái thang đo của Meteorological Agency là 7.3. Và nó occur vào ngày 17. Vậy occur ở đây chúng ta biết ngay nó là xảy ra, đúng không nào? Đáp án B. Nó xảy ra vào ngày 17 năm 1995 lúc 5:46 ở phía nam của Hyogo Prefecture và xảy ra lasted for kéo dài xấp xỉ 20 giây. Trận động đất chỉ kéo dài 20 giây thôi. Gạch chân từ epicenter, đây là chấn tâm. Chấn tâm có nghĩa là cái tâm của cái trận động đất này nằm ở northern end, tức là cuối phía bắc của hòn đảo Hawa, gần thị trấn, gần thành phố Kobe, một thành phố đông dân cư, đúng không? Một thành phố đông dân cư với khoảng 1,5 triệu người và tổng là 6.434 người, chủ yếu ở thành phố Kobe, lost their life. Chết. Một trận động đất trong vòng 20 giây khiến 6.434 người chết. Additionally, thêm vào đó, nó còn gây ra 10 trillion yên, hàng nghìn tỷ yên damage, thất thoát hàng nghìn tỷ yên do thiệt hại. The worst earthquake in Japan since, và đây là một trận động đất tồi tệ nhất, được chưa? Từ khi có cái trận động đất năm 1923. Và cái trận động đất năm 1923 này, which claim, đây, 140.000 người chết. Tức là cái trận động đất này vẫn không kinh khủng ở trận động đất năm 1923. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ xem câu số 3 nhé. It is stated in the passage that the number of death in the city of Kobe. Đáp án B, not as high as. Được chưa? Không cao bằng. Vì sao lại không cao bằng? Dựa vào đâu để mình biết được là cái này nó không cao bằng? Dựa vào con số thôi. Đây là 6.400, thì đây là 140.000, đúng không? The northern end of our island was the place where the effects of the earthquake were felt most strongly. Tức là phía cuối của đảo Awaji là nơi mà cái ảnh hưởng của trận động đất này lớn nhất. Chúng ta sẽ tìm lên bài đọc và chúng ta sẽ tìm thấy ở trên này nó có cái chỗ đây. Trấn tâm, đúng không? Của trận động đất này nằm ở đây. Chấn tâm thì đương nhiên là nó là nơi mạnh nhất rồi. Đấy, dựa vào từ epicenter. Chúng ta chuyển sang câu số 5. We understand from the passage that the Kobe earthquake. Đáp án đúng là phương án D. Không phải là trận động đất gây chết người nhiều nhất, the deadliest earthquake, đúng không? Vì trận động đất gây chết người nhiều nhất là cái trận động đất Great Kanto cơ. Great Kanto 140.000 người chết. Trận động đất đấy mới là trận động đất kinh khủng. Chấm điểm bao nhiêu trên 1? À, bao nhiêu trên 2?
Bao nhiêu trên 2 điểm? 2 điểm cho 5 câu, mỗi câu được 0,4 điểm. Chấm đi. Bài số 7 chúng ta sẽ chọn xem câu nào là câu đầu tiên. Chúng ta có câu đầu tiên, câu 1 chính là câu... To make a dialogue. Câu A là câu số 5. Come on, Robbie, we've known you for almost 12 years. Will be enough? Câu 1 này phải là câu Y. Hey Alice, nice to see you again. Rất vui được gặp bạn. Vậy đây là câu thường bắt đầu đoạn hội thoại để cho hai người nói chuyện với nhau. Câu 2 phải là câu B, cũng là câu chào, đúng không nào? Và câu hỏi ở đây là what's this? I hear you about moving to the city. Điều gì xảy ra vậy? Tôi nghe nói rằng. Và câu 3 sẽ là câu G. That's right, I've heard enough of living in a city. Tôi sống ở thành phố như thế đủ rồi, đúng không? Moving to the country tức là đến vùng nông thôn để sống. Câu C, đáp án đúng câu 4 phải là câu C. It's not bad that, is it? Không tệ quá đúng không? Câu số 5 phải là câu A. It's worse, too noisy, too crowded sometimes, vân vân. Chán lắm rồi, ầm ĩ, đông đúc và đôi khi thì không thể biết là mình đang nghĩ cái gì nữa. Câu E, câu 6 là câu E, được chưa? Come on, Robbie, I've known you almost. I'll tell you, it's warm enough action for you in the country. Tức là xem lại đi, xem là tôi quen bạn nhiều năm rồi, 12 năm rồi. Và thực ra là not enough action for you out in the country, tức là ở vùng nông thôn này rất là nhàm chán. Ý của bạn ấy là như vậy. Câu 6 phải nối với phương án E xong rồi, câu số 7 nhá. Câu số 7 sẽ là phương án G. I'm sick and tired of city life. Thực sự là tôi chán ngán ngẩm với cuộc sống ở thành phố lắm rồi. Not having enough clean air, không đủ không khí trong sạch. Sống ở vùng nông thôn thì sẽ cho tôi cái cơ hội để recharge my battery, tức là nạp thêm vào năng lượng, đúng không nào? Và gần gũi với thiên nhiên. Câu số 9. Câu số 8 là câu H. Yeah, right. Điều đấy hoàn toàn đúng. Và câu tiếp theo là câu 9 là câu D. Jealousy. After a while, you'll be jealous and want to move to the country as well. Bạn sẽ thấy thôi. Tôi sẽ cảm thấy ghen tị rằng bạn thực sự muốn chuyển đến vùng gì? Vùng nông thôn. Cũng sẽ muốn chuyển đến vùng nông thôn. Và câu cuối cùng là câu F. I doubt it. I'm a city girl. Tôi nghi ngờ về điều đấy đấy. Tôi là một cô gái của thành phố. Hai người này đang nói chuyện và tranh luận về cái việc là nên sống ở thành phố hay sống ở vùng nông thôn. Chấm điểm là cô bao nhiêu trên 1 điểm. Mỗi câu đúng là 1 điểm nhé. Thì chúng ta sẽ sang bài cuối cùng. Đó là bài 1 điểm 5 câu, mỗi câu 0,2 điểm. Câu 1 viết lại bằng if. Tôi không phải là bạn. Tôi nghĩ rằng bạn nên tái chế lại, sử dụng lại, recycle, tái chế. Nếu tôi là bạn, điều kiện loại 2. If I were you, I would recycle these plastic carrier bags. Những cái túi xách tay này. Emma came first. Bởi vì cô ấy làm việc rất chăm chỉ. Emma came first tức là đạt giải, bởi vì cô ấy đã làm việc thực sự chăm chỉ. Ta có từ result là động từ hoặc danh từ. Vậy câu này chúng ta sẽ viết là dùng cái cụm từ as a result of là kết quả của. Emma về đầu tiên tức là đạt được giải là kết quả của sau cái này, sau cái as a result of là một cụm danh từ. Ghi công thức đi. As a result of là một cụm danh từ. Vậy đây her hard work là cụm danh từ rồi. Sau lead, ghi đi, lead là dẫn đến. Ăn quá nhiều đường có thể dẫn đến. Vậy đây thay từ result in bằng từ lead thôi.
Eating too much sugar can lead to health problems. Câu số 4. All flights had to be cancelled. Tất cả những chuyến bay đều phải bị hủy. As a result of. Vì. Đúng không? Vì ở đây là có cái strike, là cái cơn đau tim đột ngột của phi công. Như vậy ở đây chuyến bay phi công bị đau tim đột ngột cho nên dùng sâu. Được chưa? The pilot suddenly went on strike. Câu này khó nhá. Went on strike. Đau tim. All the flight had to be cancelled. Câu số 5. If I could swim, I would go scuba diving with Jerry. Bởi vì tôi không bơi được cho nên tôi không đi. Because I can't swim, I'm not going to. Được chưa? Bây giờ cô cần các con chấm điểm bao nhiêu trên tổng điểm là 10 điểm bài này. Dựa vào biểu điểm của từng câu nhé, để chấm cho nó chuẩn.